bá thí cho nhân dân cũng như chư xứ được thập phần viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân quang khai đây.
tiền mang bảo thân nữ sa la và tiền bánh ư hoa thân thích ca mâu ni phật đường lai a sinh thi nặc tôn và tây phương giáo chủ kiều bẩm đạo sư a di đà phật đông phương dược sư lưu ly quang vương phật ngũ vương ngũ phật thập vương thập phật tam thập ngũ phật ngũ thập tam phật trang nghiêm kiếp thiên phật hiện kiếp thiên phật tinh tu kiếp thiên phật thỉnh tận thập phương hà sa nhất thiết chư phật Thank you.
vi trần xa vi nguyện bất vi ban đại lâm ban yếu thể quang đáng bảo tràng tu minh công đức nhà hoa thể thiên lý nước sâm la kim cương bộ chúng bạn con đã di phật vi nguyện bất vi ban đại lâm ban yếu tình thắng trong quảng đại nguyện lực hoàng thâm liên hoa bộ chung tây phương ở thỉnh linh quang bất ngoại công đức cha nghiêm bình đẳng tinh di bảo giao vũ linh thỉnh triệu tập chư bộ chân ôn cần đương cung tụng Thank you.
pháp thân viên đầy bản vô lại thứ chi hành viên chú viên đòi yếu chú đòi yếu xuất thân chi dị ngã kim phụng thỉnh bất xa bản tâm thành đều tam ma đề thành đều na giả định chân ngôn cần đương chỉ Yeah.
ba bà đền thờ tam thờ đại thờ tứ thiên của bổn nhân dân giáo sở thiên bạch ngân hoa tham văn ngữ hòa đàm linh nam mô ni phật nam mô ba bà đền thờ tam thờ đại thờ tứ thiên của bổn nhân dân giáo sở thiên bạch ngân hoa tham văn ngữ hòa đàm linh nam mô ni phật. Kính bạch chư thần tọa đại đức tăng ni, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay ở chùa Hồng Phúc, thôn Hữu Vị, xã Vĩnh Trung, được gia đình cụ Mập có anh con là Trần Doãn Ngọc và gia đình con cháu của cụ quê hương ở Hữu Vị làm ăn ở các nơi xa, nghĩ về quê hương đã cúng một số tịnh tài cùng với nhà chùa và nhân dân thập phương xa gần đóng góp, dù người nhiều người ít, người viên gạch người nửa viên gạch, đến hôm nay tòa tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đã xong. Công trình này chúng tôi nghĩ số tiền thì không lớn lắm, chỉ già nửa tỷ một tí, nhưng mà chắc chắn công trình này sẽ để lại cho nhiều đời sau của nhân dân thôn Hữu Vị nói chung và nhân dân thập phương nói riêng. Vì nước mưa này nếu mà sáng mai mưa cũng không phải là tốt, mà mưa trước cũng không phải là tốt, nhưng sau khi đã nhập thần tượng xong thì mưa xuống như lời Hòa Thượng Quảng Tâm ở bên Đài Loan sang Việt Nam. Hòa Thượng có nói nếu mưa trước tốt không, mưa trước không tốt, mưa sau một tiếng không tốt, nhưng vừa an tâm xong là mưa, chính Bồ Tát Quan Âm đã dưới nước cam lộ cho tất cả chúng ta. Giờ phút này đã hoàn tất, xin cầu mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ phù hộ cho đất nước nói chung và nhân dân chúng ta địa phương nói riêng, cũng như bà con thập phương nhân dân, đặc biệt là gia đình cụ Mập và anh Trần Vẫn Ngọc. Cuối cùng không biết nói gì hơn, xin cầu Phật kính chúc nhân dân mạnh khỏe an lành, chúc nhân dân một đêm ngủ an lành. Xin cảm ơn. Xin thế tam bái. Thượng tọa Thích Quảng Hà, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Đại diện, Phó Ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Nam Định, Chủ trì Tổ đình Chùa Đống Trúc, Chùa Phúc Lâm, Chùa Hồng Phúc. Kính bạch thượng tọa, hôm nay nhân dân Hữu Vị chúng con cùng toàn thể tín đồ Phật tử xa gần được cung đón quý ngài thân lên về chùa để làm lễ chủ đàn lễ an vị thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Thời giờ này đã được công viên tu viên hoàn mãn, chúng con cùng toàn thể nhân dân không biết lấy gì để cảm tạ công đức quý thượng tọa. Chúng con chỉ biết dâng lời cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm luôn che chở phù trì thượng tọa mạnh khỏe, là bóng cây cho chúng con được nương nhờ và Phật tử được pháp phụ ân chiêm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tam Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại diện cho gia chủ cũng như tín đồ thập phương có lời bạch trước mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, Quán Thế Âm xin cảm ơn và xin cầu chúc một lần nữa cầu chúc trụ xứ và nhân dân chúng ta luôn luôn an lạc. Xin cảm ơn.
Trước khi buổi lễ lạc thành bảo tạ liên đài quán thế âm của chùa Phúc bắt đầu, xin kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục văn nghệ ca ngợi về quê hương đất nước, ca ngợi về Phật giáo Việt Nam. Và để mở đầu chương trình, xin kính mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tốp ca nữ với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, ca khúc mang tựa đề Bức họa đồng quê. Oh,
mãi trong ngày mãi tới vô một dòng sánh trong chùa tháp, về với non côi sông vị và về với những làn điệu hát văn thấm đượm lòng người. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân với tiết mục hát văn Hội Làng. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
có thể nói từ thời kỳ dựng nước cho đến giữ nước, Phật giáo đều có những đóng góp rất quan trọng cho nền độc lập của nước nhà. Đây là một truyền thống quý báu, xứng đáng là kim chỉ nam cho mỗi hành động của tăng ni Phật tử chúng ta ngày hôm nay trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Cao Phan và khúc mang tựa đề Phật giáo Việt Nam với phần trình bày của Tốt Nữ. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đạo tràng, và giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn thiền đức tăng ni đã quang lâm đầy đủ, các vị đại biểu quan khách quý đạo hữu Phật tử chúng ta đã hiện diện đông đủ. Trước khi vào cử hành nghi thức lễ khai mạc lạc thành bảo tọa niên đài Bồ Tát Quán Thế Âm chùa Hồng Phúc, xã Minh Trung, huyện Minh Lộc, con thay lời do ban tổ chức xin được thông qua chương trình như sau. Phần thứ nhất, niệm Phật cầu gia hộ. Phần thứ hai, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự. Phần thứ ba, gia đình thí chủ cúng tượng có lời tác bạch. Phần thứ tư, cung thỉnh thượng tọa ban đạo từ. Phần thứ năm, lời cảm tạ của ban tổ chức. Phần thứ sáu, cung nghinh chư tôn thiền đức tăng ni và đại biểu quý vị quang lâm ra tượng đài để điêm hương lễ Phật. Và giờ này Nam Mô Bổn Sư với hơn 2.000 năm tồn tại và phát triển trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. Do đó, văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc đã hòa quyện với nhau thành một thể, không thể tách rời. Trong kho tàng văn hóa đồ sộ ấy, tượng Phật cũng là một nét văn hóa, một nền nghệ thuật thể hiện tính biểu cảm của dân tộc Việt Nam đối với đạo Phật. Hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã được Việt hóa với hình ảnh một người mẹ hiền có lòng từ bi vô lượng.
luôn luôn thị hiện cứu giúp tất cả chúng sinh. Điều đó đang ngự trị trong tâm thức và ý nghĩa của người dân Việt và sự ứng nghiệm thực tế. Nếu tất cả chúng ta khởi tâm thanh tịnh, tha thiết cầu nguyện bằng tất cả tấm lòng chí thành nhất, thì sự ứng nghiệm sẽ hiện hữu. Chính vì vậy, sự phù hộ của Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng tại Đức Thích Thanh Nam và gia đình Thí Chủ Trần Doãn Ngọc, phát tâm công đức đúc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tôn trí về chùa Hồng Phúc. Bầu không khí đại hoan hỷ của tăng ni Phật tử đang hướng về ngày kỷ niệm thánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đại lễ lạc thành bảo tọa niết đài đã được cử hành trọng thể. Giờ này về chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Về chứng minh và tham dự buổi lễ, chúng ta được cung đón Thượng tọa Thích Quảng Hà, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực kiêm Phó ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Nam Định, chủ trì chùa Tổ đình Đống Trúc, xin cung kính giới thiệu. Còn có sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức, Hòa Thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Thập Phương đã quang lâm hoan hỷ về dự đề nghị đạo tràng, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía các vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, cùng quý vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể địa phương xã Mỹ Trung đã về dự đề nghị đạo tràng liên điệp chào mừng. Và tại buổi lễ này, chúng ta còn nhận thấy sự hiện diện của gia đình Thí Chủ Trần Doãn Ngọc và sự hiện diện đông đủ của quý đạo hữu Phật tử và mọi tầng lớp nhân dân đã về dự đề nghị đạo tràng, chúng ta liên điệp chào mừng. Và giờ này, để nói lên tâm nguyện và lòng thành kính của mình, thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời Thí Chủ Trần Doãn Ngọc sẽ lên có đôi lời tác bạch và phát biểu trước đạo tràng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị đại biểu hiện diện, giờ này trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh thắm đượm nghĩa đạo tình đời, con xin được thay mặt cho toàn thể gia đình dâng lên Chư Tôn Thiền Đức đôi lời tác bạch. Kính thưa bạch Chư Tôn, kính thưa quý vị hiện diện, chúng con tâm niệm rằng được làm thân người hiện hữu trên cõi đời này thật là phúc đức. Hơn nữa, chúng con lại có nhân duyên sớm biết tới đạo, được gần gũi ngôi Tam Bảo, bởi trong kinh dạy rằng Tam Bảo là vạn lành, là ruộng phì nhiêu. Nếu mỗi chúng ta được nương nhờ thì xa lìa được khổ đau, thu nhận an vui hạnh phúc. Xuất phát từ niềm tin cao cả ấy, chúng con muốn cho ngôi Tam Bảo thường trụ mãi mãi ở thế gian, để cho mọi chúng sinh được nương nhờ ân đức. Dựa trên tinh thần làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức lớn thập phương cùng làm, đồng gia quyến đặng chúng con một lòng thành kính, một dạ chí thành, phát tâm tiến cúng bảo tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát về tôn trí tại chùa Hồng Phúc quê nhà, với tâm nguyện bằng thần thông quảng đại, lòng từ bao la, Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho thế giới hòa bình, quốc gia thịnh định, Phật pháp hằng còn mãi thế gian, tất cả chúng sinh được bình an hạnh phúc, được sự chỉ bảo hướng dẫn của Đại Đức Thích Thanh Nam và lòng hỷ cúng của thập phương bá tánh, bảo tọa niên đài sau một thời gian khởi công xây dựng, nhờ được sự gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm đến nay đã được hoàn thành viên mãn. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay ngày 19 tháng 2 Mậu Tý chính là ngày khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, được Chư Tôn Hiền Đức Tăng Ni đã thương tưởng quang lâm chứng minh dự lễ lạc thành bảo tọa liên đài Bồ Tát Quán Thế Âm. Gia đình chúng con vô cùng hoan hỷ, không biết nói gì hơn bằng lắng đọng tâm hồn thành kính dâng lời tri ân công đức và chúc nguyện quý ngài
thân tâm an lạc, đạo quả viên thành. Kính chúc quý vị đại biểu gia đình an khang hạnh phúc. Cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát đại chứng minh. Vừa rồi là lời tâm nguyện tác bạch của gia đình thí chủ Trần Doãn Ngọc. Và một lần nữa thay lời cho ban tổ chức xin cầu nguyện mười phương chư Phật và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho toàn thể gia quyến của thí chủ Trần Doãn Ngọc thân tâm an lạc, vạn sự được cát tường. Và chúng con xin cung kính đề nghị chư tôn thiền đức tăng ni và quý vị đại biểu hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để kích động tinh thần và biểu dương tấm lòng của gia đình thí chủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đồng thời để tán dương công đức của gia đình Trần Doãn Ngọc, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Quảng Hà, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực kiêm Phó Ban Tăng sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định lên Ban Đạo tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được về dự với buổi lễ, trước hết xin cầu chúc mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho đất nước nói chung và nhân dân cũng như các cụ trong gia đình được vạn sự như ý. Và báo cáo với các vị thì vì sức khỏe của tín chủ nên là không ngồi được lâu, thì tôi có đại diện cho nhà chùa được sự ủy nhiệm của sư Nam xin có chữ tâm để tặng trước cho gia đình, vì anh Ngọc đang hơi có sức khỏe kém một chút, không ngồi được lâu, nên xin mời gia đình nên nhận chữ tâm sau khi thầy phát biểu. Và cũng chỉ hơn một tiếng nữa là tôi phải vào trong đó để làm cái thủ tục an tâm mấy pho tượng Phật lớn để cho công trình tiếp tục, làm sao đến rằm tháng tư tạm ổn định để có cái lễ cầu hòa bình trên thế giới. Và theo lời chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ sẽ có một cái lễ cầu an cho nhân dân Việt Nam. Vì vậy tôi cũng chỉ khoảng 10 giờ hơn là tôi phải đi, nên là cũng nói với các cụ như thế. Kính thưa các vị, trong kinh thì Đức Phật nói làm chùa tô tượng đúc chuông như gia đình vừa nói, trong ba việc đó thập phương nên làm. Thế nhưng mà đến ngày nay thì báo cáo với các vị là muốn gì thì gì, muốn theo đạo gì thì theo, nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu lịch sử được của từng cái đạo đó. Thì đạo Phật thì các vị đã biết truyền vào Việt Nam khá lâu rồi. Thế nhưng hôm nay thì gia đình thí chủ cúng bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là bức tượng thứ hai của chùa Hồng Phúc. Bức tượng trước thì do ông Trần Doãn Ngọc, tức là ông Trần Doãn Hải, cũng là trong dòng họ của gia đình cụ Bộc hôm nay. Và cụ Bộc là người thân sinh ra anh Trần Doãn Hải, anh Trần Doãn Ngọc, nên là hôm nay cụ cũng về dự, nhưng mà tuổi đã 89 rồi nên cụ đang ngồi hàng trên. Thì tôi xin nói chuyên về cái lịch sử của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kính thưa các vị, Bồ Tát Quán Thế Âm, trước hết chúng ta nghe chữ Quán Âm. Chữ Quán có nghĩa là xem xét, chữ Âm có nghĩa là tìm tiếng. Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm luôn luôn suốt đời bên cạnh các chúng sinh để nghe những cái sự khổ đau của chúng sinh, kêu đến mười phương chư Phật, Bồ Tát Quán Âm sẽ thị hiện cứu giúp. Đấy là chữ Quán Âm. Và nói về Quán Âm thì các vị biết là Đức Phật của chúng ta ấy, thì tu không phải là một ngày hay là 10 ngày hay một năm hay 10 năm hay một thế kỷ hay cho đến 1 triệu năm, mà Đức Phật của chúng ta phải tu tới 1.000 kiếp. Mỗi một kiếp thì các vị biết gồm có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Tiểu kiếp là 84.000 năm,
trung kiếp là 84.000 năm, đại kiếp là 84.000 năm, ba cái 84.000 năm cộng vào mới là một kiếp. Thì như vậy là Đức Phật phải tu tới 1.000 kiếp. Tiền thân của Bồ Tát Quan Âm thực sự là thầy của Đức Phật Thích Ca. Vì sao tôi dám nói như vậy? Trong lịch sử thì đã ghi rõ, các kinh sách đã nói rõ, và đặc biệt ở tỉnh Nam Định chúng ta chỉ có một nơi duy nhất là có tòa Kiểu Long, có Đức Bồ Tát Quan Âm ngồi trên nhất mà Đức Phật Thích Ca đứng dưới. Đấy gọi là Quan Âm cổ Phật, nằm ở địa bàn Ý Yên. Thì Quan Âm cổ Phật thì thời xưa Đức Phật Quán Thế Âm đã là Phật lâu lắm, nhưng mà rất xinh đẹp, con người Atula rất xinh đẹp và họ cũng rất giỏi. Đức Phật nếu được 6 phép thần thông thì họ cũng sẽ được 5 phép thần thông. Nhưng mà không bao giờ tu được thành Phật, chỉ có con người mới tu được thành Phật. Vì tất cả mọi cái là do con người, thiện ác là do con người gây nên hết, thiên đường hay địa ngục là do tâm của con người. Vì vậy thì Quan Âm Ngài sẵn sàng thị hiện ra đủ mọi nơi, dù là ở chợ, nếu chúng sinh có khổ cầu đến Đức Quan Âm Ngài cũng thị hiện, dù là đang giữa biển, dù là ở rừng núi, dù bất cứ chỗ nào, nếu chúng ta thấy có sự đau khổ cầu Bồ Tát Quan Âm là Ngài sẽ thị hiện để cứu giúp. Trong kinh có đến các quân sĩ cho đến con người Ngài đều hiện hết. Vì vậy lên Bồ Tát Quan Âm đứng cũng là Ngài, ngồi cũng là Ngài, ngồi núi cũng là Ngài, nghìn mắt nghìn tay cũng là Ngài. Thì báo cáo với các vị, đó chính là Bồ Tát Quan Âm. Hình tượng của Ngài rất nhiều dáng, dáng thì ngồi núi, dáng thì đứng biển hàng long, dáng thì đứng ở trên một cái bông hoa sen cầm cành dương liễu, rồi dáng thì như vậy. Việt Nam không có vua Diệu Trang Vương. Ngài sinh được 3 người con gái, Diệu Thanh và đến Quan Âm là Diệu Thiện. Thì báo cáo với các vị là ngày khi mà vua sinh ra 3 người con gái thì buồn lắm, chỉ muốn sinh ra một người con trai để như vậy là sẽ có người nối nghiệp. Nhưng mà cứ càng sinh đến đâu thì càng ra con gái bấy nhiêu, thậm chí đến chùa cầu tự cũng lại ra người con gái út là Bồ Tát Quan Âm. Nên ông vua ông chán nản. Từ đó trở đi thì trước ông rất sùng Phật, nhưng mà sau đẻ người con thứ 3 thì bắt đầu ông ấy thấy không được cái toại nguyện của ông ấy, thì bắt đầu ông ấy đã sinh với cái sự. Trong kinh Phật nói tòng nhân duyên nhi sinh, tòng nhân duyên nhi diệt. Thì làm một bức tượng này thì các cụ biết có những người ước cả cuộc đời không thành, cũng có người người ta chỉ liệm một cái là sau ngay liệm, cũng có người tới từ bé đến lớn liệm làm một việc gì không xong, nhưng cũng có người người ta chỉ nghĩ trong một thời gian khoảnh khắc là xong. Thì cái đó nói về đạo Phật thì do nhân quả đã đến ngày kết, hoa đã ra quả đã có thì sớm muộn cũng phải chín, còn chín lúc nào là do người chăm sóc. Thế thì gia đình cụ Bộc ấy thì chắc dòng họ nhà các vị cũng đã có phúc báo. Thì cái pho tượng Quan Âm đang đứng ở đằng sau diễn đàn của chúng ta đây là do ông Trần Doãn Ngọc, tức là ông Hải. Thì các vị đã biết, nếu ở xa thì chúng ta không nghe được câu chuyện này, nhưng mà ở gần thì chính pho tượng này, khi mà ông Hải đi ra nước ngoài thì anh Giáp, tên là anh Phúc ấy, thì đã bị rơi xuống biển. Nhưng mà tàu đã đi xa khoảng hơn 1 cây số thì ông ấy tìm con ông không thấy. Và như vậy ông ấy có nói với lái tàu là quay lại cho ông tìm con ông. Đêm 30 Tết thì các vị biết rồi, không phải là trời sáng gì mà ở ngoài biển, mà lúc đó đất nước chúng ta vừa mới giải phóng, đêm 30 Tết năm 1975. Thì ông ấy nói với thuyền biển là quay lại cho ông tìm con, nhưng mà nếu lúc cái tàu biển quay trở lại thì khó mấy trăm người vượt được biên. Thế thì bắt đầu ông không còn cách nào nữa, ông ngồi ở mui thuyền, ông với chắp tay ông ấy đốt lên nén hương ông cầu nguyện. Có nghĩa là nếu con đã rơi xuống sông rồi thì như vậy là con cũng sống khôn chết thiêng, phù hộ cho bố, cho các anh, các chị đi được ra nước ngoài. Và khi ông ấy cầu nguyện vậy thì cái anh lái thuyền, anh ấy mới lại nghĩ làm sao anh quay lại. Đây là do Bồ Tát Quan Âm ứng vào cái tâm của cái người lái thuyền, lái tàu đó. Quay trở lại thì trời đêm, các vị biết đi bằng một cái đèn pin mà ở biển, thì cuối cùng đi quay lại khoảng 1 cây rưỡi số
như ông Hải kể lại với tôi, thì thấy có một cái lù lù bóng đen lên. Thì cuối cùng con cá voi nó đã đội cái người con này lúc chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế là bắt đầu lái tàu với quẳng phao xuống để cho anh ấy lên. Thì sau đó đã sang 4 bố con trọn vẹn, tức là 5 bố con, 2 người con trai, 2 người con gái và ông ấy. Thế sau khi nước ngoài thì ông ấy nghĩ là đi làm ăn nước ngoài, nếu mà sau này làm ăn có điều kiện thì sẽ về quê hương để làm một bức tượng Quán Thế Âm, để như vậy là trả ơn Đức Quan Âm đã cứu con ông ấy. Quả nhiên thì cuối cùng ông làm ăn phát đạt. Thì năm 1991-90 ông về quê đã xin phép cấp chính quyền xã Mỹ Trung và xin phép Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với nhân dân địa phương tôn tạo cái ngôi chùa này và đưa tượng Bồ Tát Quan Âm bằng bê tông ở miền Nam ra, thì đang dựng ở trước lễ đài của chúng ta. Cho đến ngày nay thì Đức Phật đã dạy rồi, sắc tướng đều là hoại, cái gì có rồi sẽ tan. Tôi chỉ nói thí dụ như cái đèn đá này, thì giờ nếu để nó là một quả núi đá, nhưng mà làm ra thì nó thành cây đèn đá, nhưng mà một thời gian sử dụng do bão, do thời gian của thời gian, thì nó nếu mà nó đổ đi mà chúng ta không dựng lại thì cuối cùng nó cũng là cái đám sân không, không còn cây đèn nữa. Vì vậy nên là bức tượng Quan Thế Âm của ông Doãn Ngọc Hải, tức là ông La Cúng, thì bằng bê tông, mà thời tiết ở phía Bắc chúng ta thì không hợp lắm, vì là nắng thì nắng đốt người, mà mưa thì mưa, như vậy là cũng chết người luôn, nên là bê tông không chịu được, nên cũng đã có những cái thời gian phong hóa rồi sẽ phong hóa. Thế thì được anh Doãn Ngọc Hải, tức là con cụ Bộc, mà cũng là anh em chú bác của nhà ông Hải, ông Hải thì đã đi làm ăn ở quê hương, xa quê hương sang bên Trung Quốc làm ăn, thì sau khi về thấy chùa ông cha mình cùng nhân dân đã sửa sang lên, thì muốn có một Phật gì phát tâm vào chùa, thì đã sớm phát nguyện là đúc tượng Bồ Tát Quan Âm. Thực sự tôi được biết là khi làm nhà thì anh ấy có về gặp sư ông ở đây nói là để xem làm nhà còn thiếu những cái gì thì anh giúp, nhưng mà sư ông nói là nhà thì sư ông lo, còn đúc pho tượng Quan Âm thì cái nguyện đó của người ta chỉ có một niệm là đã xong. Thế thì trong thời gian xây dựng thì các cụ biết rồi, đúc tượng không phải một lúc mà còn phải đi tạo cốt, tạo cái mẫu để cho xem xét thế nào cho hợp, vì đẹp như tượng cơ mà. Nếu mà làm nó có thời gian gấp quá thì người ta nhìn pho tượng mà không đẹp thì người ta sinh ra cái tâm không hoan hỷ thì nó tổn phúc báo. Trong kinh Phật nói là những người đến lễ Phật nếu nhìn thấy tượng Phật đẹp, chỉ cần khởi cái tâm phấn khởi khen than thì người đó đã được phúc báo. Vì vậy nên bức tượng bằng đồng thì các vị biết là dù thời gian có phong hóa thì chắc cũng ta, mà ta không dâng cho bố ta, vì bố ta là những người đẻ ra ta. Thế thì vua Diêm Vương sau chết phải vạ vào địa ngục lớn, thì không cho ra thì ngài đã phải chặn cái cánh tay của ngài, ngài lém vào trong cái địa ngục đó để cho lũ quỷ nó bám cái cánh tay của ngài, nó ăn những cái miếng thịt đó. Thì cuối cùng là vua Trang Vương mới ra được. Thì ra được rồi thì vì vậy nên là như vậy, dám hy sinh cả cánh tay của mình để cứu cha, thì ngài đã dùng phép thần thông tia cái ánh hào quang của Đức Phật vào, tự dưng lúc đó người của Đức Quan Âm mọc đủ 1.000 tay. Chính phủ, Đảng, Bác Hồ và Phật giáo gặp nhau trên một con đường. Tức là Bác Hồ cũng nói là chí công vô tư, Đức Phật nói là vô ngã vị tha, không vì ta vì mọi người. Nên là đường lối của Đảng và Nhà nước đã gặp nhau ở một con đường duy nhất. Cổ Phật tử hãy niệm Đức Phật A-di-đà để cầu Đức Phật A-di-đà ngài sẽ cứu, vì Đức Phật A-di-đà là người mẹ và chúng sinh là người con, cũng như là con có khóc thì mẹ mới cho bú, còn nếu con không khóc mẹ không cho bú. Các vị, vì điều kiện không cho phép, nói là tôi nói này không phải là chuyện huyễn tưởng, mà các vị nói là trong kinh A-di-đà các vị nói là Đức Phật bảo ngài Xá Lợi này, này ông Xá Lợi Phất ơi, những loài chim đó như chim ca năng, chim tuần già, chim cộng mạnh, chim chi điểu, những loài chim cho là cùng với giáo hội các cấp, như vậy là
để giúp cho cái ngày Phật đản được tốt. Và thực sự chúng tôi no gầy người đấy các cụ ạ. Đêm nào cũng chỉ được ngủ 2-3 tiếng thôi, còn dậy là phải chuẩn bị trong đầu óc rồi. Thế rồi tín đồ Phật tử hôm xưa tôi đã nói 10 năm. Thế thì hôm nay thì cũng nhân có anh Ngọc là con trai của Bảo, được sự cho phép của bộ gia đình dựng bức tượng Quan Âm thì cũng đã xong. Và kinh phí thì tôi cũng được biết là sư ông làm hết trên 500 triệu. Cái chỗ tòa Quan Âm và cái hồ thì gia đình cũng đã cúng được một nửa rồi. Còn một nửa thì cũng còn phải nhờ đến thập phương nhân dân. Thì nếu mà tôi nghĩ là gia đình làm cả cũng làm được, nhưng mà thôi quả phúc để cho mỗi người một tí. Chứ nếu mà làm cả thì nó cũng khó. Nên là mong các cụ phát tâm. Trước khi ngừng lời cho phép tôi xin một lần nữa cầu chúc các vị mạnh khỏe, hạnh phúc và an lạc. Và xin cầu chúc ông cụ và gia đình các anh các chị mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, rồi nhớ về quê hương. Trước khi ngừng lời tôi xin hát tặng các cụ một bài khúc hát xuân quê. Nãy ca sĩ đã hát rồi, nhưng mà bài này nó vẫn có cái gì ngấm trong đầu tôi. Thì các cụ biết là Nguyễn Trọng Tạo 9 tuổi mồ côi mẹ, đi làm ăn xa sinh sống. Và đến lúc mẹ chết thì không có nhà. Thì đến lúc thành người thì muốn nói cái dòng sữa của người mẹ nuôi con, nhưng mà không lấy cái gì tả được. Thì nhạc sĩ đã nói mượn cái con sông để tả. Nên là tôi cũng đi tu từ 9 tuổi, nên là cũng có cái gì nhớ mẹ đã mất. Mẹ tôi đã mất được 10 năm. Nên tôi xin hát tặng lại các cụ bài này. Qua lửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt pháo sông quê. Ơi con sông già sao như lòng mẹ, chờ trẻ con đi qua trước về mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vị heo may trên má em hồng. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ trăng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vợi tuổi thơ một xu bay đà vừng. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông cây trồng trên bãi nua đậm rồi còn để lại dớm thơm. Cùng một biển sông con trâu đầm sóng dưới bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn. Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Qua lửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt phao sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chờ trẻ con đi qua trước về mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vị heo may trên má em hồng. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ trăng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vợi tuổi thơ một xu bánh đà vừng. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông cây trồng trên bãi lúa gặm rồi còn để lại dớm thơm. Cùng một bến sông con trâu đầm sóng dưới bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn. Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Khi tìm về đời em ở mãi con đi đầu làng. Khăn nhung quần nên rộn ràng, áo cài quý bấm
cái khăn mò quà cái quần ái đen nói ra sợ mất lòng em phán em ấy giữ nguyên quê mùa như hôm em đi lễ chùa cứ ăn bằng thế cho vừa lòng anh hóa tranh là giữa vườn tranh thấy hôm mình mới chúng mình chân quê hôm qua em đi tìm về hương đồng gió nổi không may nào phán em hãy giữ lấy chân ở quê em lần nữa xin cảm ơn và chúc các cụ mạnh khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng hòa thích Quảng Hà, ủy viên kiểm soát hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban nghi lễ trung ương, phó ban thường trực kiêm phó ban tăng sự, ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. Hôm nay thượng tọa vì bận nhiều Phật sự đa đoan, nhưng đã vì lòng thương tưởng tới bổn tự, thượng tọa đã về dự và tối hôm qua thượng tọa đã chủ trì phần nghi thức an tâm hô thần nhập tượng. Và buổi sáng hôm nay thượng tọa đã về quang lâm chứng minh buổi lễ, đồng thời thượng tọa cũng đã nên có đôi lời ban đạo từ cho sư tăng ni và phật tử, cũng như lời tán dương công đức và kiến tấn gia đình. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân công đức của thượng tọa, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ, kính chúc thượng tọa pháp thể tham an được đạo quả viên thành và luôn là những con người từ các tín đồ Phật tử chúng con trên lộ trình tiến tu đạo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và một lần nữa, quý đạo hữu Phật tử, chúng ta sẽ dành một thời gian một tràng pháo tay thật lớn để chúc sức khỏe thành quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu, trong một thời gian khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, trên tinh thần đạo vị thấm đượm nghĩa đạo tình đời, phần thủ tục nghi lễ hành chính lễ lạc thành bảo tọa lên đài Bồ Tát Quán Thế Âm của chùa Hồng Phúc, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc đã được diễn ra thật trang nghiêm và trọng thể. Lần này, trước khi chư tôn thiền đức tăng ni quang lâm ra bảo tượng để dâng hương bạch Phật, con thay lời cho ban tổ chức cũng như bổn tự chùa Hồng Phúc xin thành kính tri ân công đức chư tôn thiền đức tăng ni, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu quan khách, quý đạo hữu Phật tử và mọi tầng lớp nhân dân đã về dự lễ. Trong khi cử hành chương trình nghi lễ, ban tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng vì điều kiện thời tiết mưa gió, mọi sự không được như nghi như pháp. Trên chư tôn thiền đức tăng ni hoan hỷ quý vị đại biểu chúng ta niệm tình tha thứ cho. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa và chư tôn thiền đức tăng ni và đại diện cho chính quyền địa phương và gia đình thí chủ quang lâm bảo tọa để dâng hương bạch Phật. Quý đạo hữu Phật tử và toàn thể nhân dân, chúng ta sẽ quang lâm ra ngôi bảo tọa Bồ Tát Quán Thế Âm để cùng dự phần nghi lễ dâng hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đài Quan Âm có hạn, thế cho nên là chúng ta Phật tử chúng ta có thể đứng dưới và chắp tay lên. Trong ở rừng phán ngôi
kéo gọt mà lên cái Bồ Tát Quan Âm to đây nào. Sau khi chúng ta Nam mô